10 loài rắn có nọc độc nguy hiểm nhất trên thế giới. Trong thế giới tự nhiên tồn tại rất nhiều loài rắn có nọc độc kinh hoàng, chỉ cần vài miligam nọc độc cũng có thể giết chết nhiều người. Tuy chúng không có móng vuốt để hạ gục và kẹp chặt con mồi, nhưng chúng đã tiến hóa để hình thành nên một loại vũ khí tối ưu là nọc độc. Với loại vũ khí này, những con rắn độc có thể giết chết hoặc làm yếu sức con mồi trước khi chúng có thể trốn thoát, và chúng không phải phí sức vật lộn với con mồi, tiết kiệm được năng lượng để sinh tồn. Số 10. Rắn đuôi chuông. Rắn đuôi chuông là loài chỉ sinh sống tại khu vực châu Mỹ. Chúng được mệnh danh là loài rắn độc nhất Hoa Kỳ và có thể dễ dàng được nhận biết nhờ tiếng rung đuôi đặc trưng rất giống với tiếng chuông. Điều đặc biệt mà ít ai biết tới là rắn đuôi chuông chưa trưởng thành sẽ nguy hiểm hơn những con đã trưởng thành rất nhiều, do chúng chưa có khả năng kiểm soát lượng độc tố tiêm vào kẻ thù. Hầu hết rắn đuôi chuông đều rất độc. Lượng nọc độc của chúng có thể nhanh chóng làm tê liệt hệ thần kinh của các con mồi như chuột, chim và một số loài động vật nhỏ khác, sau đó khiến tim nạn nhân ngừng đập chỉ vài phút sau khi bị cắn. Khi con người bị rắn đuôi chuông cắn, chất độc từ răng nanh của chúng ngấm vào vết thương và máu, phá vỡ các tế bào thành mạch và gây ra hiện tượng chảy máu bên trong rất nguy hiểm. Nọc độc của rắn đuôi chuông có thể gây tổn thương vĩnh viễn đối với các cơ quan trong cơ thể của con người, thậm chí là hoại tử tay chân. Số 9. Rắn mamba đen. Với chiều dài từ 2,5 đến 4 mét, mamba đen là loài rắn bò nhanh nhất thế giới, với vận tốc từ 16 đến 20 km/h và có thể cắn liên tiếp 12 lần. Sở dĩ chúng được gọi là mamba đen vì miệng của chúng có màu đen, trong khi vảy của chúng có thể màu bạc hay xám. Rắn mamba đen thường ẩn náu trong các hang, hốc cây và phân bố ở khu vực phía Nam và Đông Châu Phi. Không chỉ nổi tiếng bởi tốc độ di chuyển, loài rắn này còn được biết đến bởi sự hung dữ và sở hữu nọc độc giết người chỉ trong gang tấc. Một nhát cắn của rắn mamba đen có thể giết từ 10 đến 25 người lớn và tỷ lệ tử vong là 100% chỉ sau 30 phút. Nọc độc của rắn mamba đen tác động mạnh đến hệ thần kinh. Nạn nhân sau khi bị rắn mamba đen cắn sẽ trải qua cảm giác ngứa ran trong miệng và tứ chi. Tiếp đó là triệu chứng sốc, lú lẫn, tiết nước bọt quá mức, đau bụng dữ dội, nôn, tê liệt, bị co giật, ngừng hô hấp, hôn mê và cuối cùng là tử vong. Số 8. Rắn cặp nong. Rắn cặp nong là loài rắn dài trên 1 mét, có các khoanh tròn, sinh sống phổ biến ở Đông Nam Á. Nọc độc của nó có chứa chất độc thần kinh mạnh hơn gấp 15 lần so với nọc độc của rắn hổ mang. Trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, lính Mỹ gọi loài rắn kịch độc cạp nong với cái tên lạ lẫm là rắn hai bước. Sở dĩ gọi như vậy vì lính Mỹ lúc đó tin rằng nọc độc của loài rắn này quá độc, nếu bị rắn cắn thì sẽ ngã chết chỉ ngay sau khi vừa đi hai bước chân. Chất độc của nó thuộc loại chất độc thần kinh. Sau khi bị rắn cạp nong cắn, nạn nhân sẽ bị khó thở, cơ bắp tê liệt, rơi vào hôn mê rồi chết. Mặc dù rắn cặp nong là loài rắn có khả năng tiêu diệt các loài rắn khác, thậm chí ăn thịt cả đồng loại của chúng, nhưng loài rắn này khá nhút nhát, ít khi nhắm tới những con mồi to lớn hơn nó nhiều lần như con người. Song nếu phải đối mặt với kẻ thù, loài rắn này sẽ không ngần ngại tấn công. Số 7. Rắn hổ mang chúa. Đây là loài rắn độc dài nhất trên thế giới, với chiều dài trung bình của con trưởng thành đạt khoảng 3-4 mét. Đây là loài duy nhất thuộc chi Ophiophagus. Con mồi của rắn hổ mang chúa chủ yếu là các loài rắn khác, thậm chí loài rắn này còn từng ăn thịt đồng loại. Nọc độc của rắn hổ mang chúa chủ yếu thuộc nhóm độc tố thần kinh. Nó có khả năng cung cấp một lượng lớn nọc độc khoảng 200-500mg gây tử vong cho nạn nhân. Nọc độc tấn công hệ thần kinh trung ương của nạn nhân, dẫn đến các triệu chứng mờ mắt, đau nhức, chóng mặt và cuối cùng là tê liệt. Nếu tình trạng nghiêm trọng, chất độc lan ra toàn bộ hệ tuần hoàn, nạn nhân sẽ rơi vào tình trạng hôn mê rồi tử vong nhanh chóng do suy hô hấp. Nọc độc của rắn hổ mang chúa được ghi nhận là có khả năng giết chết một con voi trưởng thành chỉ trong vài giờ. Số 6. Rắn độc Death Adder. Đúng với tên gọi Death, cái chết của chúng, loài rắn này có nọc độc gây hại rất lớn cho hệ thần kinh, khiến con mồi và kẻ thù của nó có thể tử vong trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Đây là loài dã man nhất trong các loài rắn. Chúng thường phục kích, săn lùng và giết chết những con rắn khác, kể cả những loài rắn độc có trong danh sách này. Chúng cũng là loài rắn có tốc độ tấn công con mồi nhanh nhất thế giới. Loài rắn này có thể đạt tới chiều dài tối đa 1,2 mét. Nó có thể gây ra một trong những vết cắn nguy hiểm nhất trên thế giới vì nọc độc của chúng là chất độc thần kinh. Vết cắn của nó có thể khiến nạn nhân tê liệt và tử vong nhanh chóng.
các triệu chứng thường biểu hiện rõ nhất trong vòng 24 đến 48 giờ sau khi nạn nhân bị rắn cắn. Tỷ lệ tử vong thường rất cao, có thể lên tới 50%. Chúng có các màu sắc khác nhau tùy thuộc vào môi trường sống, từ màu nâu tới xám, xanh xám hoặc đỏ, nhiều con có màu vàng. Số 5. Rắn hổ Australia. Loài rắn này sống chủ yếu ở Australia, chiều dài cơ thể trung bình từ 1 đến 1,8 mét. Rắn hổ Úc là loài rắn kịch độc, sở hữu chất độc thần kinh cực mạnh. Vết cắn của nó có thể khiến nạn nhân cảm thấy đau ở chân và cổ, đổ mồ hôi, khó thở, tê liệt và cuối cùng là tử vong. Tỷ lệ tử vong khi bị rắn hổ cắn rất cao, lên tới 60-70%. Nọc độc của rắn hổ chỉ xếp sau rắn nâu miền Đông và rắn nâu miền Tây của Australia. Thành phần độc tố trong nọc độc của rắn hổ bao gồm chất độc thần kinh cực mạnh, chất đông máu hemotoxin và chất độc thần kinh neurotoxin. Nọc độc của rắn hổ làm phân hủy mô cơ và gây hỏng thận của nạn nhân. Sở dĩ nó có tên là rắn hổ vì kẻ săn mồi máu lạnh này khi trưởng thành sẽ xuất hiện các vằn da như hổ, từ màu vàng nhạt đến đen theo chiều dọc của cơ thể. Phần bụng của rắn hổ có các màu từ vàng chanh đến da cam. Rắn hổ khá nhút nhát và thường bỏ đi khi đối mặt với kẻ thù. Tuy nhiên, chúng có thể nổi điên lên chống trả khi bị dồn vào đường cùng. Số 4. Rắn Boomslang. Là thành viên trong họ rắn nước, rắn Boomslang sở hữu răng nanh ở sau hàm. Chúng có thể há miệng rộng gần 180 độ khi cắn. Sau khi ngấm vào cơ thể, nọc độc bắt đầu phá hủy tế bào hồng cầu, làm gián đoạn quá trình đông máu, có thể dẫn đến chảy máu trong hoặc chảy máu ngoài, cuối cùng là suy tạng và tử vong nếu không được chữa trị kịp thời. Rắn Boomslang thường sống ở trên cây. Chúng ăn thằn lằn, ếch, chim và trứng ở tổ chim. Số 3. Rắn nâu miền Đông Australia. Đây là loài rắn sống phổ biến ở Australia. Chúng là loài rắn cạn độc thứ hai trên thế giới. Một khi chúng đã cắn con mồi và phun nọc độc thì nạn nhân sẽ phải trải qua những giây phút khủng khiếp nhất trước khi chết hẳn. Chỉ cần 1 trên 500mg nọc độc của chúng đã có thể giết chết một người trưởng thành. Nhưng may cho chúng ta là loài rắn này khá nhút nhát và thường rút lui khi nhận thấy nguy hiểm. Khi trưởng thành, loài rắn này có nhiều màu sắc khác nhau như màu nâu bóng, vàng, xám đen. Rắn nâu thường ăn các loài động vật có xương sống nhỏ như ếch, thằn lằn, rắn và các loài gặm nhấm. Số 2. Rắn tai ban nội địa. Rắn tai ban nội địa còn có tên là rắn hung dữ. Loài rắn này được mệnh danh là loài rắn cạn độc nhất trên thế giới. Nó dài khoảng từ 1,8 đến 2,5 mét, được tìm thấy ở các khu vực nội địa tại Australia như bang Queensland và Nam Australia. Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy rắn tai ban nội địa có nọc độc gần gấp 50 lần rắn hổ mang thường và 10 lần rắn đuôi chuông. Lượng nọc độc tối đa của một vết cắn là 110mg, đủ để giết chết 100 người hoặc 250.000 con chuột sau 45 phút nếu không được can thiệp y tế kịp thời. Trước đó, họ đã phải chịu nỗi đau khủng khiếp từ nhát cắn chớp nhoáng, khiến 80% tế bào cơ tim bị hủy diệt sau 10 phút đầu tiên. Một khi nọc độc có cơ hội xâm nhập vào cơ thể, sẽ hủy hoại hệ thống dây thần kinh, gây rối loạn đông máu, khiến nạn nhân đau đầu dữ dội và tê liệt toàn thân. Ngoài việc sở hữu nọc độc khủng khiếp nhất trong số các loài sinh vật trên cạn, rắn tai ban còn có khả năng thay đổi màu da theo mùa. Nó có thể chuyển từ màu nâu đậm sang xanh đậm ô liu hay màu xanh đen. Số 1. Rắn biển Belcher. Rắn biển Belcher là loài rắn độc nhất dưới nước và cũng là loài rắn độc nhất trên thế giới. Chỉ cần vài miligam nọc độc của chúng cũng có thể giết chết hàng ngàn người. Nếu không may bị dính một cú cắn có nọc độc của loài rắn này thì nạn nhân có thể mất mạng chỉ trong vài phút. Rất may là chưa đến 1/4 số vết cắn của chúng có chứa nọc độc. Loài rắn biển Belcher khá hiền lành, phải bị khiêu khích rất nhiều lần hoặc bị tấn công trước thì nó mới tấn công đáp trả. Các ngư dân thường là nạn nhân của loài rắn này. Họ bị chúng cắn khi kéo lưới lên từ đại dương